Xin chào các bạn đã trở lại với channel Khang Today. Và hôm nay mình xin review đôi Air Jordan 1 Heritage. Và đây là đôi Air Jordan 1 Heritage vừa được ra mắt khoảng vài tuần trước mấy bạn. Thì đây là đôi giày có cái phối màu rất là đẹp, trắng, đỏ, đen, với cái phong cách rất là Chicago, đúng không? Tuy nhiên đôi giày này nó có những cái mà người ta lại không thích, đó chính là quá trắng. Cái thứ hai nữa là nó mang cái colorway tương tự như cái đôi Travis Scott 2. Thế nên cái giá của nó rất rất là thấp khi mà resell. Cho nên đây sẽ là một cái đôi giày mà các bạn có thể dễ dàng nhắm tới nếu các bạn thích Air Jordan 1 hoặc các bạn thích custom. Thì ok, bây giờ mình lại tiếp tục nói về cái phần chất liệu. Thì phần chất liệu nó gồm có hai dạng da là da crispy leather và tumble leather. Và cái thân vẫn rất là truyền thống, đó là bằng ni lông màu trắng. Và nó có cái tag rất là nổi bật ở đây, Air, Nike Air, right? Và màu đỏ, đen rất là nổi bật luôn. Cho nên mình nói rồi, đôi này khi custom lên phải nói rất là ăn tiền. Và cái phần kế tiếp là phần extra laces. Thì nó sẽ có ba cặp dây cho các bạn, một là màu đen đã đi sẵn và hai là đỏ và trắng. Và phần heel ở đây nó cũng được làm bằng da tumble luôn. Cho nên cái chất lượng khi mà mình nhìn vào đôi này á, nó ở khoảng tầm 8 điểm. Tuy nhiên nó vẫn có một số cái nhược điểm về thiết kế và cũng như gia công mấy bạn. Đầu tiên các bạn thấy ở đây, mình không biết camera có thể ghi hình lại được hay không, thì nó có một cái lỗ và nó ở hai mặt luôn mà. Khi cái đường chỉ tiếp nối đây nó làm lên một cái lỗ rất là to, có thể là do là màu trắng. Và cái phần đế màu đỏ rất là nổi bật. Và đây là Nike Air Jordan 1 High Heritage. Thì đôi giày này khá là theo như mình cảm nhận thì nó từ từ nó mình mới cảm nhận được nó và mình mới thích nó được mấy bạn. Mình có hai đôi và mình đã bán đi một đôi rồi. Tại vì thật ra đôi giày này mình không biết là mình có nên giữ hay không, nhưng mà càng ngày mình càng nhìn nó thì mình lại cảm thấy rất là thích nó. Nên mình đang rất là lưỡng lự mấy bạn. Đó, thì nếu các bạn có cảm hứng hoặc các bạn có cái sự cảm nhận được yêu thích đôi giày này và cái colorway của nó thì các bạn đừng ngần ngại cop liền, tại vì giá của nó đang rất là hời rồi. Và về một cái điểm nữa mà mình muốn nói ở đôi giày này, đó chính là cái phần insole. Phần insole thì nó đã khác hẳn so với cái phần insole của các đôi giày trước kia. Có lẽ là họ đã thay đổi công nghệ một tí xíu, nó có một cái phần để hỗ trợ cái phần gọi là cái lòng bàn chân của mình ấy. Đấy, thì nó khác một tí xíu nè, thấy không? Hồi xưa là nó màu xanh và rất là mỏng, bây giờ hiện giờ thì có thể là dày hơn một chút xíu. Cho nên đây có thể cũng là một cái điểm cộng nho nhỏ cho đôi giày này. Thì đó là phần review nhanh và gọn của mình cho đôi giày Air Jordan 1 Heritage. Thì nếu các bạn thích video thì nhớ like, share và subscribe channel của mình để hỗ trợ mình các cái hỗ trợ mình phần động lực thôi mấy bạn. Yay, ok. Cảm ơn các bạn đã đón xem và hẹn gặp lại ở video review giày kế tiếp. Bye.